Bạn có kế hoạch cho năm mới chưa? Lên xe nào, chúng ta có hẹn với Mia đó. Wow, mọi người đang bí mật tổ chức tiệc sinh nhật cho thỏ con Bunny. Em ơi, thiết kế một món quà thật đặc biệt cho Bunny nha. Kìa, một chiếc nơ thật xinh. 41115, phòng làm việc sáng tạo của Emma. Trang hoàng cho buổi tiệc thật đẹp nhé, anh cha ơi. Hurra, chúc mừng sinh nhật Bunny. 41110, bữa tiệc sinh nhật thú cưng. Cùng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật vui cho thú cưng của mình bạn nhé.